Các bạn thân mến, câu chuyện sao đổi ngôi đang hồi gay cấn cũng không thể khác được. Chúng tôi sẽ chuyển tới các bạn ngay phần 2, truyện ngắn Sao đổi ngôi của Vũ Thư Hiên. Bà thích kể chuyện cho Jenny nghe vào buổi tối, khi bóng đêm xóa đi những hình ảnh thực tại, lá cờ chữ thập ngoặc trên nóc nhà hội đồng hương chính, những bộ quân phục màu lá cây sẫm, những bóng mũ sắt sùm sụp che nửa mặt và rất nhiều cái khác nữa. Chỉ có bóng đêm mới đem lại bình yên cho ngôi nhà đầy kỷ niệm tuổi thơ êm ấm. Trong bóng đêm, những bậc thềm gỗ mục kêu cót két dưới mỗi bước đi, tiếng xào xạc của cây táo cằn cỗi ở ngoài vườn mới còn là thật của một thời đã mất. Câu chuyện về sao đổi ngôi bắt đầu như thế này. Hôm ấy, Matilda Barker đi làm về muộn. Jenny ở lại với bà giáo. Cô bé ngồi bó gối trên chiếc bàn ghế bành rách đặt ngoài thềm. Bà lão thì thầm kể câu chuyện nào đó bà vừa nghĩ ra. Một ngôi sao bỗng lóe trên bầu trời đêm, nó vạch một vệt sáng dài rồi biến mất. Jenny reo lên chỉ cho Anna xem, nhưng không kịp, ngôi sao băng đã lặn vào biển sao im lặng. Nhân dịp, bà lão kể cho Jenny nghe về sao đổi ngôi, không phải những ngôi sao của khoa học thiên văn mà là những ngôi sao truyền thuyết. Bà kể, ở nhiều nước người ta tin mỗi người có một vì sao hộ mệnh. Khi một vì sao rơi xuống, có nghĩa là một người nào đó vừa qua đời. Ở một số nước khác, người ta lại cho rằng sao băng là một hài đồng trong trắng của nhà trời bay xuống làm người. Lại có những nơi khác người ta tin rằng sao băng là một bông hoa tuyệt đẹp mà một thiên thần mải chơi đánh rơi. Bà nội của bà thì nói rằng, nếu từ lúc sao đổi ngôi vừa lóe sáng cho tới khi nó tắt mà ta kịp nói lên một điều ước thì điều ước đó sẽ thành sự thật. Bà lão nói và cùng với Jerry nhìn lên bầu trời đen tối với những vì sao nhỏ bé nhấp nháy trong im lặng. Jenny ơi, nếu cháu ước, cháu sẽ ước gì nào? Jenny chớp chớp mắt, nó còn phải suy nghĩ. Bà lão nheo mắt nhìn sát vào gương mặt sáng láng của Jenny và thấy trên đó có hai bầu trời sao. Cháu ước gì ấy à? Bây giờ cháu chưa nghĩ ra đâu. Cháu nghĩ đi, thế bà ước gì nào? Bà ấy à? Anna Dombrovska thở dài và nhìn vào bóng đêm trước mặt. Bà ước cháu của bà lớn lên thành một cô gái thực sự xinh đẹp và tốt bụng. Cảm ơn bà, Jenny nũng nịu nói và vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ bà giáo, vít đầu bà xuống, đặt nhiều cái hôn trìu mến đôi lên đôi má nhăn nheo. Cảm ơn bà yêu quý của cháu. Anna Dombrovska nghĩ bà muốn ước cho con người trên thế gian có gương mặt trong sáng và trái tim tốt lành của Jerry. Câu chuyện của bà làm cho Jenny khó ngủ. Nó kéo hai chiếc ghế đầu ra ngoài sân, kê sát lại, nằm trên đó như một tấm phản và nhìn lên bầu trời đêm. Jenny lắng nghe tiếng đàn thì thầm từ ngôi nhà của bà giáo vẳng đến và chờ cho sao đổi ngôi. Trước khi đi ngủ, Anna có thói quen dạo vài đoạn nhạc đồng quê của Chopin. Matilda Barker lục sục thu dọn nhà cửa. Trong tiếng đàn ấy, đồ đạc trong nhà bà bao giờ cũng sạch bóng, ngăn nắp. Từ khi chồng ra đi, bà còn hay quét dọn hơn nữa, công việc lấp chỗ trống thời gian còn lại trong bà. Jenny, ngủ con ơi, bà ngừng tay giục con gái. Con chưa buồn ngủ mà. Thế con làm gì đấy? Con ngắm sao? Sao thì có gì mà ngắm, vào nhà đi. Nhưng Matilda Barker dục lấy lệ thôi, chứ bà vẫn mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Từ ngày con gái học đàn, bà thấy đôi mắt con mình trở lên mơ mộng. Rồi đây nó sẽ trở thành nhạc sĩ sáng tác hay nhạc công cũng được, bà thầm nghĩ với niềm vui pha lẫn tự hào.
Henrik Becker dần trở thành dĩ vãng, thành kỷ niệm. Ông rơi vào trại tập trung như một hòn sỏi rơi xuống ao. Ở đó người ta nói khó có đường về, đường đến lò thiêu xác. Dù sao, họ mặc lòng trong lòng bà vẫn le lói một tia hy vọng nó giúp bà tồn tại. Từ lâu, Matilda căm ghét bức chân dung quốc trưởng hợm hĩnh. Nó, chính nó đã làm cho đời bà tan nát. Thế mà giờ đây bà vẫn phải chịu đựng sự có mặt của nó ở bất cứ nơi nào bà đặt chân đến, trong mọi ngôi nhà, mọi chốn công cộng, cả trong ngôi nhà của vợ chồng bà, ở trên cao, ở chỗ trang trọng nhất. Từ trên đó hắn nhìn xuống bà, nhìn Jenny của bà như Chúa Trời nhìn xuống trần thế. Đêm đêm, Matilda thức giấc thắp ngọn nến nhỏ dưới chân tượng Đức Mẹ Maria Đồng Trinh. Bà thành kính cầu nguyện Đức Bà phù hộ cho người Mỹ, người Nga, người Anh, người Pháp hay bất cứ ai khác đi với họ, chóng quét sạch nạn dịch tả nâu đang lan tràn trên thế giới kia, chóng kết liễu đời tên quỷ ngạo mạn và điên khùng kia, để cho Henrik của bà trở về với bà và mọi sự lại như ngày xưa. Cái kết cục bà chờ mong đang rõ dần, quân đội quốc xã bị đánh tơi tả trên đất nước Nga rộng lớn, đang chen chúc nhau trên đường rút chạy về phía tây. Mỗi lần đi ngang mặt chân dung quốc trưởng, bà Becker dừng lại ném cho nó một cái nhìn căm giận. Hừ, ngày tận số đã đến với mày rồi đấy. Jenny nằm ngửa đăm đăm nhìn vào những ngôi sao trên tít trời cao, chốc chốc lại ngáp. Nó đã bao buồn ngủ quá rồi, nhưng con bé quyết chống lọi lại cơn buồn ngủ, quyết bám lấy bầu trời để chờ một ngôi sao đổi ngôi. Jenny không tin rằng bố nó không thể nào trở về. Như mọi người tin, họ tuyệt vọng, Jenny vẫn hy vọng. Chỉ cần mình nói sao cho nhanh, cho kịp điều mình mong ước trong lúc sao lướt nhanh trên đường đi của nó. Thế nhưng sao thì lại rơi quá nhanh, nhanh đến nỗi Jenny líu cả lưỡi mà không nói kịp điều ước của mình. Ước gì bố chờ? Câu nói nửa chừng đã đứt cùng với vì sao tắt ngóm làm Jenny bật khóc. Rồi Jenny thấy những vì sao nhòa dần, biến thành những con chim nhỏ véo von trong một khu vườn, vườn tuyệt đẹp chỉ có trong những giấc mơ. Bà Becker đã dọn dẹp xong, đã làm mọi việc cho ngày hôm sau. Bà ra vườn bế Jenny vào nhà. Con bé đã ngủ say. Chiến tranh bị đánh lăn trở lại sào huyệt của nó rất nhanh trong năm 1945. Những loạt súng lớn làm rung chuyển bầu trời và mặt đất. Mỗi ngày chúng lại đến gần cái thôn nhỏ bé của Anna. Bom rơi, đạn nổ, những cửa kính rung lên bần bật. Bà lão quả quyết rằng ban đêm cùng với tiếng súng và tiếng bom, bà còn nghe rõ tiếng reo hò có thể là của những người lính Nga và có thể là những người lính Ba Lan đang phản công, mà cũng có thể là tiếng reo hò của những người chết oan khuất trong chiến tranh, giờ đây vui mừng được thấy giờ hấp hối của kẻ thù. Cây đàn Ý cổ lỗ lại cao giọng ca hát dưới những ngón tay già lão của Dombrovska. Này con mẹ ăn mày kia, mày vui sướng lắm hả? Lão chột Agno Runken, trưởng thôn, gầm lên khi đi ngang nhà bà. Thưa ông, vậy ra ông không ưa thứ nhạc này, ông thích nghe nhạc buồn, có phải thế không? Anna ló đầu ra cửa sổ lễ phép chào lão. Tôi chơi Requiem nhé. Tao thích mày rên rỉ trong cơn hấp hối, còn bây giờ thì im ngay cái mồm. Lão vung ba tong lên chỉ vào mặt bà. Tao thề sẽ làm cho mày vĩnh viễn im mồm. Anna lạnh lùng khép cửa lại trước mũi lão. Jenny ghét cái lão Ruken chột. Lão có một con mắt soi mói và hai giọng nói. Con mắt còn lại của lão nhìn đâu cũng hằn học, giọng nói thì bị vỡ làm đôi, tưởng chừng như có hai người nói cùng một lúc, chẳng ai thua ai, và trong hai giọng đều nheo nheo. Lần nào gặp Jenny trên đường, lão cũng dừng lại, ngả người về phía. Con mắt độc ác của lão nheo lại như muốn nhìn thấu những suy nghĩ của Jenny. Hừm,
ra là mày đấy, lớn nhanh thật, đồ con tù. Lão khạc ra một lời nguyền rủa. Lão sợ cháu đấy, Anna giải thích thái độ của lão Ruken. Lão không đủ sức để ghét cháu. Sao thế bà? Ông ấy là người lớn mà, sao lại sợ trẻ con? Jenny ngạc nhiên hỏi. Bởi vì cháu là tương lai, còn lão từ lâu đã trở thành quá khứ. Jenny ngỡ ngàng nhìn bà. Bà đến là khó hiểu, nhưng bà là người tốt, điều đó là chắc chắn rồi. Cả cái lời khó tin khó hiểu của bà chắc chắn cũng là lời nói tốt. Một đêm, Jenny mải đợi sao đổi ngôi ngủ muộn. Vào lúc gần sáng, Jenny thức giấc vì những tiếng động trong nhà. Hé mắt nó nhìn thấy mẹ nó và bà giáo dạy đàn hì hục dìu vào nhà một người mặc áo da, đội mũ da. Đó là một phi công Mỹ máy bay bị trúng đạn. Anh cố gắng lái về phía trận địa quân Nga, nhưng nó lết không nổi. Anh đành phải nhảy dù xuống vùng Đức chiếm đóng. Dù của người phi công rơi vào vườn bà Barker. Guten Nacht, anh ta nói với Barker bằng giọng thề thào của người kiệt sức, gắng gượng nỉm mỉm một nụ cười rồi ngất xỉu. Arnold Ruken thức giấc vì một tiếng nổ lớn ngoài cánh đồng. Lão mở cửa, chạy vội ra đường và thấy đám cháy do chiếc máy bay rơi gây nên. Sáng ngày ra, bọn lính Đức biết trên chiếc máy bay không có xác phi công, dù của anh ta có thể đã rơi vào thôn của lão. Cuộc lùng sục bắt đầu, con chó săn chột mắt dẫn những con chó săn bốn chân đi vào từng nhà sục sạo. Đến tối thì lũ chó vào và lão tìm thấy anh phi công trong phòng chứa đồ nhà Barker. Viên phi công đang sốt mê man. Đồ phản quốc, lão vung tay đập mặt vào Matilda Barker. Vợ thằng tù hôi thối, mày sẽ được đi theo chồng mày. Một dòng máu rỉ ra trên mép bà Barker. Bà nhìn chằm chằm vào con mắt độc nhất của lão trưởng thôn như nghiên cứu một vật kỳ lạ và bất thần nhổ vào mặt lão một bãi nước bọt đầy máu. Lão chột rú lên, xông đến đánh tới tấp người đàn bà dám làm nhục nó trước mặt dân làng. Chói cả con mụ ăn mày Ba Lan này nữa. Ruken kêu lên the thé và chỉ mặt vào Anna, vừa hớt hải chạy sang. Thề trước Chúa, một mình con vợ thằng Barker không thể tha nổi tên phi công to xác này vào đây đâu. Hai đứa cùng một ruột. Anna khinh bỉ nhìn lão qua cặp kính lão và bình thản đến bên bà Barker ôm lấy bà. Bọn lính lôi sành sạch hai người, ném họ vào kho củi dưới con mắt cú vọ của Ruken. Những tên lính nện bắn súng tới tấp lên hai người đàn bà, sụp xuống như hai mớ rẻ rách. Hai đứa chúng mày sẽ bị bắn, Ruken đay nghiến hứa. Khi lão Ruken đánh mẹ của Jenny, nó lăn xả vào định che cho mẹ, nhưng hai bàn tay cứng như sắt đã nắm chặt con bé, lôi nó ra. Chạy đi cháu ơi, cháu không thấy chúng đang lên cơn điên hay sao? Jenny nghe thấy giọng nói thì thào qua hai hàm răng nghiến chặt của ông bưu tá Bauer. Jenny luồn qua lỗ thủng hàng rào, cứ thế chạy thọc thục mạng qua đồng cỏ. Trời không lạnh nhưng cô bé run cầm cập. Đêm phủ lên đồng cỏ một mền sương mỏng. Những vì sao thưa thớt vẫn thản nhiên nhấp nháy, hờ hững với tất cả những gì đang diễn ra dưới mặt đất. Chớp nguồn giật liên hồi ở chân trời phía đông, bên kia khu rừng nơi nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh đã mấy ngày không có tiếng chuông. Những ánh chớp phía tây kèm với những từng hồi sấm câm lặng làm rung chuyển đất đai. Jenny chạy mãi cho tới khi chân mỏi như ngã vật xuống. Nước mắt cô bé chảy ướt những ngọn cỏ sắc, nhưng Jenny không dám khóc to. Nó không biết mình đã chạy trốn bao lâu, bao xa, và ở đây đã thoát khỏi mọi nguy hiểm chưa. Khi chạy, Jenny lúc nào cũng có cảm giác ai đó chạy theo sau. Mãi nó mới hiểu đó là tiếng chân của chính nó, rằng chỉ có một mình nó trên cánh đồng hoang vắng. Jenny khóc,
nhìn lên bầu trời, nó nguyền rủa các vì sao đang nhòa đi trong nước mắt. Chúng cứ đứng yên tại chỗ, chớp lia lịa, chân chân nhìn xuống Jenny. Chuyện gì xảy ra dưới kia thế, để cho con bé tí xíu phải chạy bán sống bán chết ra đồng. Hai bím tóc sổ tung và nước mắt đầm đìa. Ôi những ngôi sao mới ngu ngốc làm sao, tại sao chúng không đổi chỗ mau đi, không rơi xuống mau mau đi, để cho con người ta còn nói điều người ta ước. Jenny thút thít kể cho đồng cỏ, cho những con dế đang hát khe khẽ, cho những cơn gió nhẹ lướt trên những bông hoa dài về nỗi đau của nó. Nó còn biết kể lể với ai lúc này. Nằm nghỉ một lát, Jenny lại vùng dậy tiếp tục chạy, chạy mãi chạy cho thật xa. Rồi mệt lử và tuyệt vọng, nó ngồi bệt xuống đất lạnh, mệt mỏi ngắt những sợi cỏ nhấm cho đỡ khát. Nó không buồn nguyền rủa, không buồn khóc, không buồn kể lể nữa. Bây giờ nó chỉ muốn chết đi cho rảnh. Khi một đứa trẻ mong cái chết cho mình, thì đó là nỗi tuyệt vọng vô cùng, lớn hơn bất cứ nỗi tuyệt vọng nào trên trái đất. Đúng lúc ấy, ở lưng chừng trời bỗng bừng sáng một vì sao. Nó không lướt nhanh như những ngôi sao đổi ngôi Jenny đã gặp, mà nó chậm chậm rơi xuống chân trời. Jenny đứng dậy, hai tay nắm chặt, nói thật nhanh, lắp bắp những điều mà từ lâu nó mong ước. Nó nói hết những điều muốn nói rồi mà ngôi sao vẫn chưa tắt. Nó còn kịp ước cho bà giáo tai qua nạn khỏi, cho viên phi công Mỹ không bị bắt lại, cho cụ Bauer khỏi bệnh. Và nhiều, rất nhiều điều nó vừa nghĩ ra. Ngôi sao mong ước của Jenny chưa tắt thì từ những khu rừng bỗng nổ ra tiếng tiểu liên và lựu đạn hòa lẫn tiếng hô ura như một đợt sóng âm lướt nhanh trên tán lá rừng. Đến lúc cô bé hiểu ra chuyện gì thì là cuộc chiến đấu đã rời rừng tràn ra đồng cỏ. Jenny nằm dán mình xuống đất, nghe tiếng đạn réo chiu chiu trên đầu và tiếng xe tăng gầm rú, rồi một ánh chớp lóe lên và cô bé không biết gì nữa. Khi Jenny mở mắt thì vật đầu tiên mà nó nhìn thấy là một ngôi sao sáng chói. Đó là ngôi sao trên mũ người lính đang cúi xuống Jenny trong trạm quân y dã chiến. Một giọt nắng lọt qua cửa sổ đã rơi đúng vào ngôi sao ấy, làm nó cháy rực lên màu hồng ngọc. Về sau người ta kể lại cho Jenny nghe rằng chính người y tá này đã nhặt được con bé bên một hố đại bác. Rồi Jenny nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt cháy nắng và một giọng nói ấm áp. Thế nào cô bé? Dễ chịu rồi chứ? Người lính hỏi bằng tiếng Nga. Tak, Dzenkue, Bazo. Vâng, cháu cảm ơn chú nhiều. Jenny lắp bắp trả lời bằng tiếng Ba Lan. Nhưng lập tức sau đó nó tái mặt, níu lấy áo người lính hỏi giòn. Mẹ cháu đâu? Chú ơi, mẹ cháu còn sống chứ chú? Jenny hỏi nhanh quá lại bằng tiếng Ba Lan, làm cho chú y tá ngẩn người. Nhưng chú mau chóng đoán ra và đưa mắt chỉ về phía cửa lều. Jenny nhìn thấy mẹ đầu tiên, rồi tới bà giáo, và sau hết là ông bưu tá Willy Bauer. Cả ba người cười tươi. Matilda Barker đến trạm quân y dã chiến để đón Jenny về. Nó còn yếu nhưng trạm quân y phải di chuyển theo mặt trận. Jenny đứng bên mẹ chia tay với những người lính Ba Lan và những người lính Nga cùng đi thành một hàng thật dài. Họ vừa đi vừa hát bên tấm biển được dựng vội với mũ tên chỉ hướng Berlin. Viên phi công Mỹ nằm thiêm thiếp trên cáng. Ở đầu cáng là một lá cờ có rất nhiều sao. Jenny giơ bàn tay bé bỏng lên vẫy các chú. Các chú cúi xuống mỉm cười, nhìn vào tận mắt nó, hôn vội một cái bên trán nó rồi tiếp tục đi. Mặt trời ban mai tỏa những tia sáng trong trẻo, làm cho những ngôi sao trên mũ và các chú lấp lánh. Ông lão Willy Bauer và những người nghèo trong thôn giúp bà giáo khiêng cây đàn ý ra đặt bên đường. Anna Dombrovska mặt đầy những vết xây sát và thâm tím của trận đòn vừa qua, lảo đảo ngồi xuống reo những ngón tay bất ngờ trẻ lại của bà xuống hàng phím ngà của cây dương cầm. Chúng nhảy nhót, chúng rục rã,
cây đàn của lão hát lên bằng trăm giọng vui mừng. Bà không chọn hẳn một bản nhạc nào mà chơi tất cả những trích đoạn nổi tiếng của các nghệ sĩ vĩ đại của mọi nước mọi thời đại để ca ngợi, để tiễn đưa và chúc phúc cho những con người đang rầm rập đi về phía Berlin. Gió sớm làm bay tung mái tóc bạc của Anna Dombrovskaya. Những ai có mặt ngày hôm ấy đều quả quyết rằng mặt trời buổi sớm và niềm vui đã biến bà lão thành một cô gái tóc vàng giống hệt cô Anna ngày xưa. Mùa xuân đến sớm làm băng vỡ nhanh trên ngõ con ngòi ở rìa làng và nước tuyết tan chảy róc rách ở các rãnh. Trong những cuốn sách viết về lịch sử chiến tranh thế giới lần thứ hai, không có đoạn nào ghi lại cuộc hành quân của những người nhiều quốc tịch khác nhau đi về phía Berlin mùa xuân năm ấy, cũng như không có dòng nào về Chlebovo, địa phương đó quá nhỏ để được nói tới. Và tất nhiên, lịch sử không nói tới những số phận con người như số phận của bà lão Anna Dombrovskaya và Jenny, con bé chờ ngôi sao đổi ngôi. Vũ Thư Hiền. Vâng, thưa các bạn, chuyện ngắn này rất dài, nhưng mà tôi yêu quý nó. Thêm một phần yêu quý bởi vì Vũ Thư Hiên là người đã mang những trang văn lãng mạn với tình yêu cuộc sống của Potofsky từ nước Nga đến với chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chú ơi, chồng ghi số ấy phải chia thành 3 đấy, tại vì 40 phút liền. 4, chia 2 thôi. 40 phút. Ừ, chia 2 thôi. Vâng, được. Chia 2 nhé. Thì cháu chọn bây giờ đọc nhé. Vâng, đây chúng đọc. Tiếp của phần 1.